Cô chú anh chị và các bạn thân mến, bây giờ Tấn đang chạy trên cái đường từ thị trấn Tân Châu đi về suối Dây, và Tấn sẽ đi tới xã Tân Thành của huyện Tân Châu, Tây Ninh, quay cho cô chú anh chị coi cái miếng đất nở hậu ha. Đây, bây giờ tới chợ Suối Dây nè cô chú anh chị ơi. Bên phải là có Bách Hóa Xanh nữa nha. Đó, cái chợ rất là bự luôn. Cái đường mặt tiền chợ là nhà nước mới vừa nâng cấp mở rộng nè cô chú anh chị. Lúc trước cái đường nhỏ xíu à, bây giờ làm cái đường mỗi bên hai làn xe luôn. Lúc nãy Tấn thấy mấy người thợ sơn người ta đang làm vạch kẻ đường á. Đó là đường mới vừa nâng cấp lên xong luôn ha. Từ thị trấn Tân Châu đi tới chợ Suối Dây nè là 9 cây. Rồi bây giờ từ đây chạy vô tới đất á là khoảng 4 cây rưỡi nha cô chú anh chị. Ở đây có nhà thờ nữa nè. Đây nhà thờ bên phải. Thì cái định vị Google Maps của đất á, Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Cái miếng đất bây giờ Tấn quay sổ hồng chính chủ. Chiều ngang á ở phía trước là 11m72. Ở đằng sau nở hậu là 13m. Còn cái chiều dài á là tới 52m. Tổng diện tích là 640m2 và có tới 300m2 thổ cư nha. Còn lại cây lâu năm. Đó, thổ cư nhiều, đất nở hậu đẹp. Thì bây giờ anh Trang chủ đất á là có tách thửa nha cô chú anh chị. Đó, tách ra làm hai thửa. Là một thửa ngang 5m72, còn một thửa là ngang 6m. Nếu cô chú anh chị mua lẻ từng thửa đó thì giá bán là 400 triệu. 400 triệu một lô nha. Còn nếu mua hết luôn, mua hết hai lô á là 789 triệu. Đất này là hướng bắc tây bắc, tức là hướng bắc có lệch tây chút xíu á. Từ chợ Suối Dây đi tới khoảng 500m thì chỗ này là cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, gọi là ngã tư khu vực. Đó, cái tên gọi ngã tư khu vực là cái tên từ ngày xưa tới giờ ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè. À, cái khúc này là đường chưa làm xong nữa nè. Còn nếu quẹo trái thì sẽ hướng về Suối Ngô, hướng lên xã Tân Hòa, nhà máy xi măng Fico Tây Ninh á. Và thông qua tỉnh Bình Phước luôn nha cô chú anh chị. Đó, quẹo trái là hướng lên Suối Ngô, Tân Hòa, đi nhà máy xi măng Fico, đi tỉnh Bình Phước. Còn đi thẳng thì cũng vô Tân Thành luôn. Bây giờ mình quẹo phải nè. Đó, từ ngã tư khu vực này vô tới đất là đúng 3 cây. Cái đường nhựa này cô chú anh chị, thì cái đường này dẫn thẳng vô ủy ban xã Tân Thành. Nếu mà mình chạy tới cuối đường luôn á là Hồ Dầu Tiến đó cô chú anh chị. Đó, cái đường này dẫn thẳng vô Hồ Dầu Tiến ha. Ở đây mình chạy thẳng vô khoảng 3 cây số là tới đất nha. Đây, nhà nóc thái đồ quá chừng nè cô chú anh chị ơi. Thì từ ngoài ngã tư khu vực á chạy vô tới đây là khoảng 2 cây mấy 3 cây nè, là vô khu dân cư, nhà cửa đông, nhà nóc thái đồ nè. Cái đường này á, nhà nước cũng mới làm thôi, đường liền lạc, không có ổ gà gì hết, chạy rất là đã nha. Và đường là có đèn đường nha cô chú anh chị. Chạy xích tới phía trước, mình quẹo phải. Đây, quẹo phải ngay này ha. Đây, cái đường vô đất thì mình sẽ quẹo phải ngay chỗ này. Đó, quẹo vô không tới 100m nữa là tới miếng đất bên tay trái nha cô chú anh chị. Trên đất có căn nhà luôn nha. Nhưng mà giờ là tính đất thôi, không có tính nhà. Đó, căn nhà nhỏ nhỏ coi như là tặng nha cô chú anh chị. Đầu đường vô đất nè, nhà cửa dân cư đông nè. Ở đây mình đi thẳng vô, cái xong mình quẹo trái á, là ủy ban xã, để trường học đổ trong đó ha. Thì ở đây đi vô tới ủy ban xã là khoảng 3 cây rưỡi nha. Còn nếu chạy thẳng cái đường nhựa này vô 5 cây số là Hồ Dầu Tiến nha cô chú anh chị. Đây, đầu đường quẹo vô đất nè, ngay chỗ này là cái ngã tư nha. Kế bên mấy nhà nóc thái mới xây đây ha. Ở đi ra 3 cây số là ngã tư khu vực. Quẹo trái là chợ Suối Dây hướng về thị trấn Tân Châu.
Đây bây giờ mình vô coi đất nha. Trên đất có căn nhà luôn. Đường có đèn đường luôn cô chú anh chị. Ở trong đây là có nhà cửa hàng xóm bên trong nữa ha. Đây cái đường này quá chừng bự luôn nè. Ở trên sổ hồng ghi là đường đất không có lũ giới nha. Thì ngoài mình đi vô á, gần 100 mét là nhà đất ở bên phía tay trái. Ở đây mình nhìn vô thấy cái nhà nè. Đây, nhà hàng xóm kế bên nè, nhà đẹp nè. Rồi bên phải cũng có nhà luôn, nói chung là trong khu dân cư nha. Đây, hàng xóm kế bên. Đó, cái miếng đất đang cần bán là có căn nhà nè. Rồi hàng xóm đối diện nè. Thì cái vị trí Google Map của đất á, mình sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị ơi. Đó, bên đây cũng có hàng xóm ha. Rồi đằng đây cũng có hàng xóm luôn. Đây bây giờ ranh giới đất nè. Từ cây trụ xi măng này ngang qua tới cây trụ bên kế cây bưởi với lại cây dừa nè. Đó, ngang qua tới cây trụ này. Nằm giữa cây bưởi với cây dừa ha. Thì chiều ngang á, ở phía trước là 11m72. 11m72 nha. Ở sau nở hậu 13m. Còn cái chiều dài á, chiều dài là tới 52m lận. Đó, chiều dài dọc theo cái ranh giới nè là tới 52m nha. Có cây bưởi phía trước nè, có căn nhà nè. Cái nền đất thì cô chú anh chị thấy là nó cao hơn cái nền đường luôn. Đó, đất cao hơn đường một khúc luôn nha. Đất này á, là hướng bắc có lệch tây chút, tức là hướng bắc tây bắc nha. Đây hàng xóm đối diện nè. Đường có đèn đường nè cô chú anh chị. Đó thì bây giờ là anh Trang chủ đất á, ảnh có tách ra làm hai lô nha. Đây trên sổ hồng nè. Đó, sổ hồng chính chủ không có qua môi giới trung gian. Thì cô chú anh chị thấy cái sơ đồ nè. Chiều ngang ở phía trước là 11m72, ở sau là 13m. Tổng diện tích là 640,8m2 và có tới 300m2 thổ cư nha. Đó, thổ cư rất là nhiều luôn, 300m2. Thì bây giờ là anh Trang ảnh tách ra làm hai lô. Đó, một lô là 5m72, còn một lô là 6m. Thì nếu cô chú anh chị mua lẻ một lô á thì giá bán là 400. Đó 400 triệu ha. Còn nếu mua hết nguyên miếng này luôn là 789 triệu. Mua hết nguyên miếng là 789 triệu nha. Còn căn nhà là không tính nha, tặng căn nhà đó. Cách đường nhựa là không tới 100 mét nữa. Rồi bây giờ đi vô trong coi nè. Đó, cái nền đất là nó cao hơn đường một khúc luôn cô chú anh chị. Nay Tây Ninh hết mùa mưa rồi. Đường xá cao ráo sạch sẽ ha. Này hết mưa rồi. Căn nhà này có số nhà luôn nè, số 78. Đó, nhà xây tô xung quanh luôn cô chú anh chị. Căn nhà này thì cũ rồi, nhưng mà Tấn thấy là nếu tân trang lại thì vẫn còn ở được nha. Bên hông là có cửa sổ đâu luôn. Nãy anh Trang á, không có đưa chìa khóa cho nên mình không có mở cửa vô được. Mình quay vòng vòng ngoài ha. Mấy bữa mưa cỏ nó mọc lên quá chừng nè. Dài 52m. Mấy cái cây me này là của bên hàng xóm ha. Vườn cao su cũng bên hàng xóm luôn. Đó, hàng xóm ta trồng hàng me cặp theo ranh giới nè. Ở phía sau là có trụ ranh giới nữa nè. Đó còn cái cạnh phía bên kia thì giờ cỏ mọc tùm mày, không quay được. Cái cạnh phía bên kia giờ cỏ vậy nè. Bên kia thì đó giáp cái mấy hàng cao su bên đó ha. Đây. Dài tới cây trụ xi măng phía sau nè. Đó là dài 52m. Ở sau nở hậu 13m nha. Thì 300m2 thổ cư á, là tách ra làm hai lô. Thì mỗi lô là 150m2 thổ cư. Còn lại cây lâu năm ha.
Đó, nếu mua một lô thì 400 triệu. Mua hết cả hai luôn là 789 triệu. Tức là mua hết thì cái giá nó sẽ rẻ hơn á cô chú anh chị. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Này có trái gì nè. Đây, căn nhà này Tấn thấy là còn ở được nha. Đó, mình về dọn dẹp tân trang lại. Quay bên hông bên đây luôn cho cô chú anh chị coi ha. Nãy anh Trang không có đưa cái chìa khóa cho nên không có mở cửa được. Đây, bên hông bên đây nè. Đó, cũng có cửa sổ đâu luôn. Rồi, hàng xóm dân cư ha. Đối diện nè, nhà hàng xóm nè. Đó, đường dây điện thì đi phía bên kia đường. Có bóng đèn đường kìa cô chú anh chị. Rồi, bây giờ Tấn quay sổ hồng nha. Đây là tờ sổ hồng của cái miếng đất này nha cô chú anh chị ơi. Thì anh Trang á, ảnh có tách ra làm hai thửa rồi, có trích lục rồi nha. Nãy ảnh gửi Zalo cho Tấn á, thì cái hình nó hơi mờ. Đó, mình coi cái sổ hồng đi cho nó rõ đẹp ha. Sổ hồng chính chủ, không có qua môi giới trung gian nha. Cận cảnh sơ đồ nè. Đất này á là hướng Bắc, Tây Bắc. Tức là hướng Bắc có lệch Tây chút xíu. Hoặc là chúng ta gọi là hướng Tây Bắc cũng được nha. Mặt tiền đường đất nè. Rồi, diện tích á thì chiều ngang ở phía trước là từ số 1 qua số 2 nè. Đó, từ số 1 qua số 2 là 11m72. Ở sau nở hậu nè. Từ số 3 qua số 4 nè. Đây, 3 qua 4 là 13m. Đó, nở hậu ha. Còn cái chiều dài số 2 tới số 3 nè. Số 2 tới số 3 là tới 52m. Đó, nói chung là chiều dài 52m ha. Thửa đất số 186 tờ bản đồ số 28. Địa chỉ ấp Đồng Rầm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 640,8m² và có tới 300m² thổ cư ha. Thì bây giờ tách ra làm hai thửa đó thì mỗi thửa là 150m² thổ cư. Còn lại đất cây lâu năm. Đây, sổ hồng chính chủ nha. Thì cái vị trí này Tấn nhắc lại nha cô chú anh chị. Từ ở ngoài chợ Suối Dây á đi vô đây là khoảng hơn 4 cây ha. Thị trấn Tân Châu. Đó, ngay vòng xoay thị trấn Tân Châu tới đây là khoảng 14 cây. Từ núi Bà Đen lên đây là 35 cây nha. Còn từ vòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh á, vòng xoay trung tâm thành phố Tây Ninh lên tới đây là 45 cây. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương ở thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là đúng 120 cây. An Sương lên là 120 cây ha. Rồi, bây giờ Tấn đọc số điện thoại của anh Trang chủ đất để cô chú anh chị liên hệ ha. Không có qua môi giới trung gian nha. Số điện thoại của anh Trang là 0865 292 436. 0865 292 436. 0865 292 436 gặp anh Trang nha. Đó, nhìn ra hướng đường nhựa nè, cách đường nhựa không tới 100m nha. Nhà cửa hàng xóm đây. Rồi Tấn nhắc lại cái giá luôn nha. Nếu cô chú anh chị mua hết nguyên miếng này là 789 triệu. Còn nếu mua từng lô á thì 400 triệu một lô nha. Bây giờ Tấn quay là gần tối luôn cô chú anh chị ơi. Nay trời rất là mau tối nha. Rồi thì Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý ha. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.